chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay lại trở lại với kênh YouTube ô tô Quang Trung chuyên mua bán và sửa chữa. Hôm nay Trung chúc anh chị một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Thì ngày hôm nay em Trung cũng vừa mới về được con Toyota Fortuner 2016 nha. Rẻ, em nói là rẻ nhất gọi là cái đất nước Việt Nam mình. Rẻ. Đó, anh chị quan tâm và theo dõi hết cái video thì có những cái tất cả các những xe này trên này có những cái gì thì em Trung sẽ quay chi tiết hết và tổng thể cho anh chị xem. Giá phải nói là cực kỳ yêu thương cho anh chị nhé. Fortuner 2016 số sàn nha anh chị. Đúng không? Form dáng rất là đẹp. Đó. Em Trung sẽ quay lướt sơ vòng cho anh chị và sẽ đi vô trong vòng nội thất, phần gầm, phần máy, tất cả cái thì anh chị em Trung chia sẻ hết. Rẻ mà. Nên là mọi cái vấn đề thì anh chị quan tâm thì alo trực tiếp cho em Trung theo số hotline 0962 494949. Em Trung tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, Yên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng em Trung theo thời gian và năm tháng nhé. Đây thì em Trung là sẽ đi lướt sơ một vòng. Giá phải nói là cực kỳ yêu thương cho anh chị. 480 triệu cho anh chị chiếc xe Fortuner đời 2016 số sàn máy dầu đó. Anh chị tìm không ra xe đâu, em Trung cam kết với anh chị là tìm không ra xe đâu. Anh chị đừng suy nghĩ là một cái xe như vậy nhưng mà cái nước sơn của nó thì nhìn nó bóng như vậy thì cũng không phải là nó đẹp được đẹp như trong cái màn hình đâu nha anh chị. Thì em Trung cũng chia sẻ hết rồi, nên có những chỗ chảy, chỗ lỗi hay như này kia thì em Trung quay hết cho anh chị. Đây là mình làm bằng cái tâm, bằng cái uy tín của mình thôi, chứ còn mình cũng suy nghĩ là mọi cái vấn đề gì khác nha anh chị nha. Này, em Trung sẽ lướt sơ vòng nội thất này của em đó này, anh chị thấy không, cũng rất là đẹp đúng không? Đẹp cái gì, xe dịch vụ nha anh chị nhá. Xe này xe dịch vụ chứ không phải là xe gia đình đâu. Nên là mọi vấn đề thì em Trung cũng chia sẻ hết với anh chị. Nên là tất cả một cái không cần phải nói nhiều và dài dòng keo chỉ. Tất cả mọi cái. Đây, đằng sau này chảy trụ tầm lâm mà. Và em nó cũng sơn cũng rất là nhiều nha anh chị. Xe dịch vụ mà. Nên là mọi cái vấn đề thì anh chị cứ coi hết cái video và tất cả mọi cái em Trung chia sẻ hết cho anh chị. Keo chỉ thì bốn cánh tất cả cái đều như nhau hết nha anh chị nhá. Keo chỉ bốn cánh đều như nhau hết. Vỏ lốp còn được 50-60%. Đó. Gầm của em nó này. Đó. Vỏ lốp thì còn được 50-60% nha anh chị. Đó. Sau của em nó phải nói là tìm không ra gọi là cái chiếc thứ hai đâu nha anh chị nhá. Không có gọi là giá rẻ như em Trung được. Xe lỗi thì mình nói lỗi, mà xe rin thì mình nói rin. Và tất cả mọi cái chia sẻ hết tất cả cái thật lòng cho anh chị. Nên là cái người mua lầm chứ người bán không có lầm đâu nha anh chị nhá. Cột kèo này, tất cả cái này. Bên này là còn rin nha anh chị. Bên này đã bị đụng rồi nhá. Cái cột này đã bị đụng rồi này. Còn cái dấu mà tiếp nha anh chị. Nguyên cái hông này thì cũng đã đụng rồi và kính này đã thay rồi. Đó. Nên là tất cả một cái thì có sao như vậy. Nên là đỡ mất công phải lòng vòng dài dòng đúng không anh chị? Đó, 2016. Giá phải nói là cực kỳ yêu thương cho anh chị. Chỉ với hơn 400 triệu thì anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra xe. Đây, vỏ này thì cũng còn được 50%. Bụng dèo tất cả một cái thì xe thì cũng chỉ có dơ giấy bẩn thỉu thôi. Xe này về anh chị dọn lên quán bát một phát một lên là coi như là đẹp như cậu với mợ lên. Đó. 2016 mà giá phải nói là chỉ có hơn 400 triệu cho anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra xe. 490 triệu, bốn cánh cửa còn đều rin hết nha anh chị, lỗi cái đít sau. Xe là xe dịch vụ nha anh chị nhá, xe dịch vụ chạy dịch vụ ra nên nó không được đẹp xuất sắc như xe gia đình đâu. Xe gia đình thì nó một cái nó khác, tiền nào thì của đó. Này, tem mạc thì tất cả cái bốn cánh đều như nhau hết. Nước sơn ở ngoài thì hầu như là cũng đã gọi là chùm rồi, gần hết rồi. Xe dịch vụ thì mới có lác lác như này đó. Còn những xe gia đình thì lại một khác nha anh chị, thì nó đẹp.
camera 360 tất cả cái full cho anh chị. Này, nhưng anh thợ sơn ngày xưa, ngày trước á, anh làm cái lớp sơn này không có được đẹp cho lắm. Làm này người ta bình thường người ta một là người ta tháo ra hoặc người ta băng bó cho lại. Nè. Sơn tất cả cái lem nhem này anh chị này. Nè. Đó thì bởi vậy tất cả một cái em Trung cũng chia sẻ hết cho anh chị. Nên mình làm là làm bằng cái tâm nha anh chị, chứ đừng có suy nghĩ người mua lầm chứ người bán không có lầm đâu. Bỏ lớp trước còn được 50%. Tất cả một cái anh chị thấy không? Chia sẻ hết thật lòng cho anh chị. Chỉ với 490 triệu thì anh chị thử nghĩ tìm đâu ra xe. Một con xe Fortuner 2016 máy dầu số sàn, chạy siêu tiết kiệm và bền bỉ. Biển số của em nó biển số Sài Gòn. Anh chị mua về Hà Nội, Sài Gòn thì không có tốn tiền biển nhá. Thấy không? Phê không anh chị? Tìm đâu ra xe, đúng không? Chỉ có em Trung mới có. Chứ còn nếu mà đòi nói thật sự mà anh chị đi tìm một cái xe này không có chỗ nào người ta bán cho anh chị như vậy đâu. Đó. Order của em nó 162.000 thì xe này đồng hồ đã tua lại rồi nha anh chị, đồng hồ tua lại rồi. Nó không còn được giống như là cái chất xe zin. Nên thì có sao nói vậy, tất cả một cái một thứ. Máy thì rất là ok. Đó. Nhưng mà cái dòng Toyota này mà để mà chạy khoảng 200.000 thì không ăn thua gì với đó. Em sẽ quay hết và tổng thể chi tiết. Đây nha anh chị, hai bên sống gân tất cả cái đều ok hết nha anh chị. Sạch sẽ và đẹp trai, xe chạy dịch vụ nên là không được như cái xe gia đình được nha anh chị. Tất cả cái thì cũng bị lỗi biết sau thôi, còn xung quanh đều toàn bộ là riêng hết nha anh chị nhé. Nên là tiền nào được của đó thôi. Anh chị đừng có hỏi mà sao mà xe dịch vụ mà bán mắc vậy, nhưng mà để mà tìm xe này như thế này thì anh chị tìm không ra xe đâu. Nên anh chị, cục máy của em nó nhớt tùm lum hết rồi. Nên là cái xe mà có sao thì em Trung chia sẻ hết cho anh chị. Tất cả một cái nó hơi cứng. Cái này cam kết với anh chị là không có đổ hơi nha. Máy nó hơi gạo. Là máy nó hơi gạo, nó lọc 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 lọc. Cái này thì em Trung về căn chỉnh và chỉnh sửa lại. Tất cả mọi cái mọi thứ cho anh chị mua về chỉ việc xài thôi, đúng không anh chị? Để mà tìm con xe này thật sự là rất là hiếm. Giá phải nói là cực kỳ yêu thương, đúng không? Chỉ với 490 triệu thì anh chị thử nghĩ tìm đâu ra xe một con xe này. Xe này dịch vụ người ta cũng đang còn tất cả một cái thì định vị và không có ai chia sẻ thật lòng như em Trung đâu, đúng không anh chị? Nên anh chị quan tâm thì alo ngay và luôn nhá. Chiếc xe này em bán 490 triệu thì cũng gọi là mất ngay thôi, cũng không còn xe đâu anh chị. Nên anh chị quan tâm thì alo trực tiếp cho em Trung theo số hotline 0962 49 49 49. Em Trung tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Đấy, thì cuối video em Trung chúc anh chị có một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình nhé. Xin chào bà con, hẹn gặp lại những video tiếp theo.